Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Ở video lần trước thì mình có chia sẻ về các dấu hiệu mà cá vàng bị stress. Ở video lần này, như mình đã hứa thì mình sẽ chia sẻ cách giải tỏa và cách điều trị stress cho cá. Mình không có nói dài dòng nữa mà sẽ đi vào vấn đề chính ngày hôm nay luôn nha. Cách đầu tiên đó là tắm nước muối. Đây là một phương pháp nghe có vẻ cũ rồi nhưng mà rất là hữu hiệu trong việc giải tỏa stress cho cá. Bằng việc tắm nước muối thì nó sẽ giảm được gánh nặng cho cá và còn sắp xếp ổn định được cơ thể cá. Và còn một điều nữa là nước khi mà bạn cho nước muối vào hồ cá thì cá vàng có thể giải tỏa stress và hồi phục lại cơ thể. Để mình sẽ giải thích cho các bạn lại về cái cơ chế hoạt động của nước muối cho các bạn nghe nha. Là khi cá sống ở trong môi trường nước ngọt thì sẽ sống trong cái tình trạng thường xuyên bị chịu cái áp suất thẩm thấu. Áp suất thẩm thấu là gì? Áp suất thẩm thấu nghĩa là nước sẽ di chuyển từ nơi có nồng độ muối thấp đến nơi có nồng độ muối cao. Chất lỏng trong cơ thể của cá là 0,6%. 0,6% đó là cái nồng độ muối á. Do đó khi mà nuôi trong môi trường nước ngọt thì nước nó sẽ di chuyển vào trong cơ thể của cá. Do đó lúc này cá nó sẽ làm một cái động tác là mỗi lúc nó cũng sẽ đều hút nước từ trong cơ thể nó, rồi sau đó nó sẽ thải ra ngoài bằng đường mang cá. Lúc cá khỏe thì đó là một hoạt động rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà trong trường hợp cơ thể cá bị bệnh thì nó cần phải hồi phục. Thì cái năng lượng mà làm cái việc thải nước ra như vậy á, bài tiết ra như vậy á, thì đối với cá vàng nó là một loại gánh nặng. Bởi vì cá vàng không thể nào tự phân bổ năng lượng cần thiết cho việc phục hồi cơ thể của chính mình, nên chúng ta cần phải hỗ trợ nó bằng cách là để muối vào trong nước hồ cá với nồng độ khoảng là 0,5%. Do không có áp suất thẩm thấu giữa cơ thể cá và môi trường nước bên ngoài nên cá vàng không cần thiết phải làm công việc thải nước ra ngoài nữa. Do không làm công việc đó nên cá vàng có thể điều trị cho cơ thể của mình hoặc là tự hồi phục với mức độ tối đa luôn. Nói tóm gọn lại là có thể giải tỏa stress cho cá bằng muối, và tắm nước muối rất là hữu ích trong tất cả các khía cạnh của việc chăm sóc cá vàng. Nên các bạn hãy nhớ đây là cái mức độ điều trị cơ bản và rất là cần thiết cho cá vàng. Cách thứ hai đó là nuôi cá trong một cái hồ rộng. Điều quan trọng là bạn phải tránh tình trạng cá vàng quá đông, giống như là khi con người mình dễ bị căng thẳng bởi đám đông và những chuyến tàu đông đúc. Mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi cho khi mà đi ra từ một đám đông thì cá vàng cũng vậy. Nó cũng sẽ dễ bị căng thẳng do sống trong một không gian quá nhỏ và trong một cái môi trường quá đông. Và khi mà đông như vậy thì nó sẽ ít vận động do hạn chế bơi lội nè, và chất lượng nước sẽ có xu hướng xấu đi. Đó là hai yếu tố gây ra cái việc là môi trường cá sẽ bị thay đổi nhanh chóng. Và cái trong cá vàng trong tình huống như vậy có thể giảm bớt căng thẳng của nó bằng cách là nuôi nó trong một cái thùng hoặc là cái hồ lớn. Lượng nước cần thiết cho một chú cá vàng đó là ít nhất là 10 lít một chú cá. Nhưng mà bạn hãy cố gắng giữ cho nó thoải mái nhất có thể. Nếu mà bạn muốn cho nó phát triển tốt nè, phát triển lớn, thì tốt hơn hết bạn nên giữ cái số lượng là khoảng từ 3 đến 4 bé trong cái bể khoảng 60cm. Trong môi trường như vậy thì cá vàng nó sẽ không bị căng thẳng và có thể sống tốt hơn. Điều tiếp theo đó là hạn chế cho cá ăn. Ở cái video lần trước á, thì mình có nói là một trong những cái nguyên nhân khiến cho cá bị stress đó là cho cá ăn. Có nghĩa là cho cá ăn quá nhiều. Nhưng mà bởi vì cái đoạn clip đó mình cắt sọt á, mình đăng lên trên TikTok nên là có nhiều bạn không hiểu. Nhưng mà mình hy vọng rằng khi mà các bạn xem cái clip này thì các bạn sẽ hiểu thêm ha. Đó là cho ăn quá nhiều là một trong những cái yếu tố làm cho tăng cái sự căng thẳng của cá vàng. Cho cá vàng ăn quá nhiều có thể nhanh chóng gây cho cá vàng bị chứng khó tiêu. Chứng khó tiêu là một căng thẳng rất là lớn đối với cá vàng, và nó dẫn tới cái bệnh mà cá vàng bị lật ngược lại và có thể dẫn tới chết luôn á. Và trước hết mình sẽ nói về cái khả năng tiêu hóa của cá vàng nha. Đầu tiên bạn cần phải định hình đó là cá vàng là một sinh vật có khả năng tiêu hóa rất là thấp bởi vì nó không có dạ dày. Nhưng mà bù lại thì
gọi là chúng ta mình hay nói là cái não cá vàng á, bởi vì cái não của nó ở trong một cái trạng thái luôn luôn là kiểu giống như là cứ lờ đờ buồn bã, nên là nó có cảm giác thèm ăn rất là mạnh mẽ, do đó nó có thể ăn rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mà bạn cho cá vàng ăn với cái tốc độ mà nó thèm ăn rồi để đáp ứng lại cái việc mà nó thèm ăn á, thì chắc chắn sẽ gây ra cái chứng khó tiêu. Vì vậy bạn hãy cố gắng giữ cho cá vàng ăn ít thôi. Như hướng dẫn về cái lượng thức ăn, mình cũng đã làm một cái clip về cách cho cá vàng ăn, các bạn có thể tìm lại cái clip đó để mà xem. Tuy nhiên ở đây mình sẽ nhắc lại một tí xíu nha. Thì một cái lượng thức ăn gọi là thích hợp với cá vàng á, mình có thể nói một cách nôm na thôi, thì cái số lượng thức ăn có thể ăn trong vòng 5 phút là hết, thì là một cái, đó là một cái lượng thức ăn thích hợp cho cá, và ăn như vậy từ 1 đến 2 lần trong một ngày. Ngoài ra bạn có thể điều chỉnh cái việc cho cá vàng ăn tùy theo cái nhiệt độ nước và tùy theo mùa nữa. Điều tiếp theo nữa đó là sử dụng ánh sáng nhẹ. Cách bạn sử dụng ánh sáng cũng có thể giúp cho cá giảm bớt căng thẳng. Giống như con người á, thì cá vàng nó cũng có một cái đồng hồ sinh học của nó, và cá sẽ hoạt động khi trời sáng và sẽ nghỉ ngơi khi trời tối. Bạn có thể giảm bớt căng thẳng cho cá bằng cách là điều chỉnh một cái nhịp sống, một cái đồng hồ cho cá, và tạo một môi trường để cá có thể sống theo. Đối với những cái bể cá trong nhà thì ánh sáng đóng vai trò là mặt trời, vì vậy bạn hãy bật và tắt đèn thường xuyên để giữ cho cái nhịp sống đồng hồ bên trong của cá luôn luôn được hoạt động. Điều tiếp theo là bạn hãy nuôi cá ở một cái môi trường mà nhiệt độ nước không có dao động quá nhiều. Cá sẽ bị stress nếu mà nuôi ở một nơi mà có nhiệt độ nước dao động nhiều, có nghĩa là thay đổi thường xuyên á. Điều này là do cá vàng bản chất của nó rất là nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường nước, sự thay đổi của nhiệt độ nước, nên mà khi nhiệt độ nước thay đổi đột ngột, thay đổi bất ngờ hoặc là thay đổi nhiều thì sẽ dễ khiến cho cá bị bệnh và bị stress. Vì vậy bạn hãy chuyển cá đến nơi có nhiệt độ nước không có thay đổi nhiều, điều đó có thể làm giảm căng thẳng của cá vàng. Và có một số nơi có thể có nhiệt độ nước thay đổi nhiều, ví dụ như là những nơi có nhiệt độ như là phòng máy lạnh chẳng hạn, hoặc là những cái vị trí mà tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, đó là những nơi mà có cái nhiệt độ nước thay đổi thường xuyên, dao động đột ngột, nên là bạn có thể điều chỉnh bằng cách là set up bể cá, hoặc đặt bể cá ở một nơi mà bạn có thể kiểm soát được cái sự thay đổi của nhiệt độ nước. Điều cuối cùng đó là nuôi cá ở một nơi yên tĩnh. Nếu mà cá sống trong một môi trường ồn ào, chỉ cần bạn di chuyển bể cá tới một vị trí yên tĩnh hơn thì có thể giúp cho cá bớt căng thẳng, vì tiếng ồn sẽ dẫn đến căng thẳng cho cá vàng. Nếu bạn đặt bể cá gần tivi thì cá sẽ tiếp xúc với âm thanh của tivi một cách trực tiếp, thì như vậy cũng dễ khiến cho cá bị stress. Tốt hơn hết, bạn nên tránh đặt ở những nơi như vậy. Bạn hãy đặt bể cá ở một nơi yên tĩnh, nơi cá có thể sống một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn các cách để giảm bớt căng thẳng cho cá vàng. Cũng giống như con người thì cá vàng dễ bị căng thẳng, và điều này làm cho nó bị suy yếu cái hệ thống miễn dịch. Vì vậy bạn hãy cố gắng tạo ra một môi trường không căng thẳng cho cá vàng. Và mình thấy rằng cái việc tạo môi trường sống nhẹ nhàng, không căng thẳng cho cá không phải là một điều gì khó cả. Nếu mà bạn tham khảo bài viết của mình, xem video của mình và ghi nhớ các điểm, thì mình nghĩ rằng các bạn có thể thực hiện nó mà không gặp vấn đề gì cả. Vấn đề ở đây là mình sợ rằng các bạn có biết điều đó hay không thôi. Chỉ với những điều này thì mình chắc chắn rằng cá vàng có thể sống lâu hơn, và mình hy vọng rằng các bạn có thể áp dụng nó vào thực tế nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.